What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Trước đây thì mình đã có review một em Lang Tu GK85 rồi. Và có rất là nhiều bạn phản hồi tích cực về em này. Vì em này có một cái cơ chế build khá là ngon và giá thành cũng rẻ nữa. Thì hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi review sơ qua một em nữa cũng đến từ hãng Lang Tu. Đó là em Lang Tu G102. Và nó có cái thiết kế cũng gần giống như là con GK85. Tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một cái phần numpad nữa. Ok, không nói nhiều, mình sẽ cùng nhau đi vào review chi tiết nhé. Đầu tiên thì cái khác biệt lớn nhất so với bản GK85 thì có vẻ đó là cái ngoại hình bên ngoài. Thì em này nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản màu matcha và màu xám như thế này. Với cái phiên bản màu xám thì chúng ta sẽ thấy cái keycap của nó sẽ chuyển sang cái tông màu cháo lòng một xíu và đan xen là những cái keycap màu xám. Có một số cái hình in ở đây. Và ngoài cái cụm 85 phím như trước đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa là phần numpad. Đồng thời những cái phím on off này nó sẽ chuyển từ win và max này, nó sẽ chuyển lên trên như thế này. Đó, khá là gọn gàng. Đây là một con bàn phím mà thích hợp cho những cái bạn nào mà có thể sử dụng numpad rất là nhiều trong công việc nhưng mà không muốn nó rườm rà như những cái con full size. Thì con này nó cũng là một cái bản rút gọn khá là hay. Đây, mình thử so sánh cái kích thước của cái con full size bình thường so với con này nhé. Đây, mình đang có một em full size nữa là em Ankun HK104. Thì như các bạn đã thấy thì cái độ dài của con bàn phím này nó sẽ dài hơn cái con bàn phím của Lang Tu một khúc như thế này. Đó. Và kể cả cái độ rộng nữa thì con GK102 này nó cũng sẽ ngắn hơn là con Ankun full size như thế này. Đó. Thì đây là một trong những cái layout mà mình thấy nó khá là hay, nhất là những cái người mà sử dụng đến số nhiều. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là nó vẫn sử dụng cổng tai C ở cắm ở phía bên tay phải đây. Đó, và chúng ta vẫn sẽ có các cái nâng hạ độ cao và phím vân vân. Keycap thì vẫn sẽ là keycap chuẩn ABS và được làm theo cái chuẩn kiểu dạng MDA như thế này, thì nó sẽ hơi thấp và bè bè như thế thì nó sẽ cho cái cảm giác bấm cũng ok hơn. Về chế độ LED thì nó cũng y chang như những con GK85, không có gì thay đổi hết. Nó chỉ có điều có cái phiên bản màu xám này thì keycap khác thôi, chứ còn phiên bản màu xanh matcha này thì nó về cái keycap thì nó cũng y chang luôn. Màu sắc nó cũng y chang nhưng mà matcha của con GK85. Ok, bây giờ mình sẽ cùng cắm vào máy và sao test luôn cho các bạn nghe nhé. Có lẽ đây là chính là cái phần quan trọng nhất của em này thôi, vì em này nó gõ rất là ngon và đồng thời thì giá của nó cũng rất là rẻ nữa. Ok, thì mic mình đã đưa hướng gần với chiếc bàn phím đây rồi. Thì các bạn, như các bạn thấy thì cái bàn phím này LED nó cũng y chang thôi, cũng là phối hợp giữa màu hồng, màu trắng và màu xanh, ba màu cơ bản thôi. Và các cái chế độ đèn LED thì không có gì thay đổi nhé. Thì chúng ta vẫn cứ giữ FN cộng với lại nút insert đây để đổi qua lại giữa các cái chế độ đèn LED thôi. Đó. Tăng giảm độ sáng, tăng giảm tốc độ chạy LED đây. Nó khá là đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ cùng sao test luôn cho anh em nhé. Con này gõ thì bà cháy rồi. Ok, thì như các bạn vừa mới thấy đó, thì như các bạn vừa mới nghe sound test của em này thì các bạn biết rồi đó, thì nó cũng y chang như con GK85 thôi. Nó vẫn rất là ngon nghẽ, vẫn rất là nổ, start cũng rất là đều, không có vấn đề gì hết. Switch thì mình bấm nó cực kỳ mượt rồi,
Red Switch mà. Và con này thì với cái tầm giá nó đắt hơn con GK85 một xíu. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thêm cái phần Numpad. Đây là một cái sự lựa chọn cũng khá là tốt dành cho những cái bạn nào mà thích full size mà nhỏ gọn. Ok, thì nếu mà các bạn muốn hỏi thêm thông tin gì về chiếc bàn phím thì có thể comment ở phía dưới phần bình luận nhé, hoặc là inbox trên fanpage. Còn nếu như mà các bạn muốn tham khảo giá thì có thể click vào link ở phía dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bus Gear đấy. Bye bye.